Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. Cháu gọi chồng cháu nhá. Và để tuổi cho hai cháu này như thế nào? Đầu và trăm năm mà được dâu thì là bà chưa phải 92 tuổi. Nhưng nhau thì đắp đứng đứng về nhá. Đó trăm chỗ này anh ghê cũng bằng. Thì thôi anh thì sẽ đọc em người người tôi. Sống người trẻ và chết người xưa nhá. Đấy. Here we go.
It's like everywhere I go, my whistle ready to blow. Charlie don't even know she can get in it for the low. Thật sự mình quên, có phải bà Mai là bạn nhà trai chúng tôi hôm nay hiện diện ở đây để đón cháu về nhà trai ở xã Tri Phương, thôn giáo xã Tri Phương tổ chức cái lễ thành hôn cho hai cháu. Thế là tập sĩ tổ tiên của gia tộc cũng như là hậu mà thành và gia đình họ cả, tôi xin được tiếp nhận lễ xin. Đám cưới, một nền văn hóa cùng hình Việt cổ xưa và nay, đáp công cha nghĩa mẹ sinh thành, cô dâu chú rể nên duyên chồng vợ bởi sự tác hợp của đôi bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền cơ quan, chính thức làm lễ thành hôn cho chú rể Tuấn Hùng và cô dâu Thu Huyền. Lời đầu tiên cho phép ban tổ chức chân thành cảm ơn sự có mặt hiện diện của các cụ, các ông, các bà, gia đình dòng tộc đôi bên đồi ngoài, các bạn trẻ nam thanh nữ tú, xin được lời chào thân thương nhất. Songs we sang together, oh yeah. And you're my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi được sự ủy quyền của cụ tôi và ông Hải bà Mai đón cháu về thôn giáo xã Tri Phương để tổ chức cái lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác cùng hai họ chúng ta sức khỏe dồi dào, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. But it never felt this strong. Our dreams are young and we both know. More than your love, nothing's gonna change my love for.
ngày lễ thành công trong năm 26 chúng ta cần những người đồng đội đào tạo cho hai cháu.